Chào anh em nha, nay tiếp tục đi câu cá anh em ơi, câu cá rô nha. Đây mình câu vòng vòng cái hầm cái có mấy cái phi lao nè, cũng có nhiều đồ nghề đó làm hoài nha. Còn mình câu nay câu hầm này nè, đó anh thấy phi lao không? Giờ để mình xuống đây mình dọn một cái lỗ nha, dọn cái hai cái lỗ đó dành để hồi mình câu. Rồi giờ mình chuẩn bị thế anh em ơi. Đây nè, anh em thấy cá ở đây nó quận bụm bụm như nè. Rồi giờ để mình dọn cái đó. Mấy cái lao này sậy này là dọn mệt lắm ạ. À. Mệt đừng có cá là được anh em. Anh em ơi, mình dọn cái này lỗ với đằng kia lỗ nha, lỗ kia chưa gây cám nữa. Mình thấy này chưa chân nó lên tim quá trời luôn kìa. Đây nè. Rồi giờ để mình lấy ra cần thử nha. Đây, cái chỗ này nó hơi xa bờ nên mình phải câu bằng cần rút nó dài nha anh em. Cần tre mình nó ngắn quá. Hy vọng là ăn nè. Mới khai trương con mini. Một con mini lôi anh em ơi, lôi gì mà chạy giật không dính luôn. Trời cây về anh em ơi, cây quá cây câu không được luôn. Cá rô đang thui thì lùi anh em ơi. Đây nha, cá rô, cá rô đầm. Em rô khủng. Rô này cũng được nha. Đây. À. Có cá nhảy trong thùng rồi. Rồi tiếp tục. Đang làm công chuyện cá ăn luôn nha. Rồi anh em ơi, giờ cuốn câu về nha. Nhà mình có công chuyện mình phải về công chuyện rồi. Tại mình câu đây gần nhà nha. Clip này hơi ngắn vì anh em thông cảm giúp mình nha, mới ra câu nó giờ chút xíu à. Được có 6 con cá.
anh em xem cái gì thì like, share, đăng ký kênh, ủng hộ giúp mình. Đây 2, 4, 6 con, cá cũng không bự lắm nha, nhưng cũng được không à. Rồi cái gì để clip sau mình quay dài hơn chút, tại lỡ công chuyện đột xuất rồi. Thì thôi chào anh em nha, 6 con cá. Rồi để mình cuốn câu mình về mới được.